Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi tiếp game Outlast. Không biết là chơi sắp hết chưa. Ok, tiếp tục thôi. Xem nào. Lần trước thì chúng ta đã lấy được chìa khóa và tiếp tục nhiệm vụ đi tìm cha xứ, phải đúng không? Tìm cha Martin. Tối rất là quen thuộc. Ê trời ơi, bắt cóp. Quái không biết cái gì sổ ra mà thấy sợ. Ù ma. Happy này. Ngồi xem tivi ở đầu đây. Cái gì đây? Pin. Cảm ơn nhá. Cầm radio luôn này. Chào anh. Mình đi. Phát nó không nhìn gì cả luôn. Sao đéo trèo tường đi ra ngoài nhỉ? Mẹ cứ lanh quanh đây. Để mất thời gian sắp hết pin mẹ này. Prison block. Hello.
làm gì không biết. À đây đây đây, cái lỗ này. Fuck. Được, chúng ta đây cũng là lúc hết pin. What? À, bây giờ mới nhìn thấy cái lỗ này. Xuống. Tỉnh. Đá như cái áo. Phí mất hai cục pin mẹ. Anh quanh nhìn cái lỗ này. Có hiểu vai hết pin mà vẫn quay được. À sao? Nhìn đây là sao nữa? Tối quá. À, vào trong rồi, vào trong rồi, vào trong rồi. Bỏ mẫm cái này đây.
Ủa mình đã vào trong chưa ấy nhỉ? Một tiếng liền đi. Tối vậy đi. À, em xin có pin rồi. Rồi, cảm ơn nhá. Nhanh lên, nhanh lên. Đi theo hành lang này làm gì đây? Rồi rồi, nãy mình đang ở đây này. Cá sử bắn tìm không chịu. Đây, 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 rồi, rồi. Ôi trời ơi! Bánh sô cô la. Bánh đa. Ở đâu? Ôi đây, mẹ. Tiếng ghê vãi. Chạy xuống. Rồi, thoát mẹ nó rồi. Hello. Giờ đang quay lại. Giờ đây. Tìm cha Martin ở bên trong khu nữ này. Phụ nữ à? Phụ nữ thì ngon đấy. Đây, khóa mẹ rồi. Phải phải tìm đường khác rồi. À đây, 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 đây. Vẫn phải đi ra ngoài. Ờ, khu này sáng quá nhỉ? Tốt đấy. Và ở đây là nam à? Thôi bẩn quá. Chủ yếu mình cần pin, nhưng mà cái đoạn lúc nãy mẹ đi không có pin rồi. Gò dẫm mất thời gian. Hay có kiểu jump scare ở đây rồi. Đây. Vào nhà rồi, ấm rồi. Bên nam có hai thanh niên cởi chuồng, bên nữ cũng phải có chứ nhỉ? You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. And soon, soon, this way, revelation is at hand. Abraham làm sao? Có mấy đoạn này như nó không dịch vậy? Trời ơi, không dịch thì cũng phải để cái ảnh sát cho mình đọc chứ. Có bóng người kìa. Đây là lối đi, đi duy nhất rồi. Cái gì đấy? Sai rồi. Chừng là ở đây có thanh niên manh động. Lên tầng trên để đến chỗ cha Martin.
xin cục pin nào. Mẹ pin rồi các bạn ơi. À, mà chỉ là cong mẹ đi lên chảy ơi được. Trêu mình à? Giờ sao? Sợ quá. Bắt cọ. Nhớ được rồi. Tối om này vẫn mở ra tài liệu đọc được. Uống sữa từ phụ nữ và hút máu từ phụ nữ người đàn ông làm nó cũng mệt đấy. Xin cho tôi cục pin pin hết cả mẹ rồi. Trời ơi tôi cần pin. Có chỗ để nấp à? Thì đã có thằng play ơi. Spin rất đúng lúc. Có chỗ để trốn thì chắc là đĩa cái bệnh nhân điên kia nó đuổi mình này. Nhiều chỗ trốn luôn. Kiểu là đi lên tầng trên. Hello. Đây đâu phải bệnh nhân nữ. What? Thất vọng. À đây, có đường lên đây. Mẹ kiếp. Fuck cọ. Đó. Dự phòng đây. Chết rồi.
Hello. Chém mày không? Nó có chém mày không đấy? Thằng Ly này nó có chém mày không đấy? Bất chợt lên là sẽ dừng sớm ở đây. Hôm nay chơi ít quá nhỉ. Nhưng mà không sao, hẹn các bạn lại tập sau nhé. Bye.